chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua, không ít các TikToker, Facebooker lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để có những phát ngôn trạng thái câu view trục lợi. Trước những hành động này, cộng đồng mạng đã lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng câu view trên mạng xã hội, đồng thời sử dụng quyền phong sát đối với một số TikToker, diễn viên, người mẫu. Làm gì cũng được miễn là thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội đang là quan điểm làm nghề của một số hot TikToker, Facebooker hiện nay. Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bên cạnh việc những người dùng mạng xã hội đã thay đổi hình đại diện, viết những dòng trạng thái thể hiện sự đau buồn, tiếc thương, thì không ít những người dùng mạng xã hội lại lợi dụng sự việc này để câu view trục lợi. Những ngày qua, cộng đồng mạng đang dậy sóng phẫn nộ với lời lẽ được cho là không phù hợp của người dùng mạng xã hội tên GM. Được biết, chủ tài khoản tên thật là Trần Mạnh Duy, là một nam YouTuber tài năng sáng tạo và thu hút được rất nhiều bạn trẻ tìm đến để học hỏi. Song mới đây, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi một tài khoản có đăng tải hình ảnh của Tổng Bí thư kèm năm sinh năm mất, thì tài khoản mạng xã hội mang tên Duy Muối đã để lại một bình luận cợt nhã, thiếu tôn trọng và cho rằng đó là số điện thoại hotline. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đồng loạt lên án chỉ trích phát ngôn này. Mặc dù đã đăng bài giải thích và xin lỗi mang nội dung do không biết về ngày tháng năm sinh của lãnh đạo hay không hiểu biết về chính trị, song sự phẫn nộ của cộng đồng mạng vẫn chưa dừng lại. Thậm chí bị chỉ trích dữ dội hơn, cộng đồng mạng cho rằng cần có biện pháp mạnh từ các cơ quan chức năng và sử dụng quyền phong sát của người dùng mạng xã hội. Hiện tại, mọi tài khoản Facebook, TikTok của GM đều chuyển về trạng thái cá nhân, không còn xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ tài khoản mạng xã hội mang tên GM, những ngày qua, nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng như những người mẫu, diễn viên cũng làm cộng đồng mạng ngao ngán vì những phát ngôn, những hành động kém duyên khi lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để câu view. Cụ thể, một người dùng mạng xã hội có tài khoản mang tên NDP đã đăng tải dòng trạng thái "Hết quốc tang chưa ạ? Nhảy được chưa mọi người?" Và dòng trạng thái này ngay lập tức đã nhận về hàng ngàn lượt phẫn nộ từ phía độc giả. Nhiều tài khoản thẳng thắn bình luận chỉ trích chủ tài khoản. Dưới sức ép từ dư luận, NDP đã lập một tài khoản mới để thanh minh. Cô cho biết hiện tại đang có một số anh chị em giả mạo để câu like, câu view trong ngày đất nước đang có chuyện buồn. Mong mọi người chú ý cảnh giác những thành phần lừa đảo. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận như không hài lòng về cách xử lý của chủ tài khoản. Vừa qua, vào tối ngày 22 tháng 7, trên các nền tảng mạng xã hội của NDP đã đăng clip thanh minh về việc lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư. Chủ tài khoản sử dụng công cụ phát trực tiếp và cho biết đã lên cơ quan công an tại địa chỉ 55 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hà Nội. Để giải trình, cô chỉ dùng một tài khoản cá nhân duy nhất là tài khoản đang phát trực tiếp, còn những tài khoản khác là mạo danh, lừa đảo. Cũng liên quan đến hành vi lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư để câu view trục lợi, vào cùng ngày, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp Công an Thành phố Thủ Đức, Công an quận 10, quận 12 triệu tập mời làm việc đối với 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 20 tháng 7 và 21 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an Thành phố Thủ Đức, Công an quận 10, Công an quận 12 đã triệu tập 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung xuyên tạc, gồm đối tượng DQP sinh năm 1985, không nghề nghiệp nơi ở hiện nay, Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10. Đối tượng TMK sinh năm 1985, nhân viên giao hàng, nơi ở hiện nay, Tân Thới Nhất, 01, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Đối tượng TTN sinh năm 1986, nghề nghiệp kinh doanh, nơi ở hiện nay, đường 12, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận 10 và Công an quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DQV và TMK về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Theo đó, đối tượng DQV, TMK lần lượt bị phạt 7.500.000 đồng và 5.000.000 đồng. Riêng đối tượng TTN, Công an thành phố Thủ Đức đã răn đe cho đối tượng cam kết không tái phạm, yêu cầu đối tượng chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Hiện nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp đăng tải thông tin có nội dung như trên để mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, công dân có quyền tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do trên không gian mạng để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, tôn trọng làm theo pháp luật và những chuẩn mực đạo đức xã hội. Những phát ngôn cợt nhã, những trạng thái thiếu tôn trọng trên mạng xã hội khi lợi dụng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để câu view trục lợi không chỉ xúc phạm cá nhân Tổng Bí thư mà còn làm tổn thương lòng tự hào và niềm tin của cả dân tộc. Những hành động phản cảm này đã chạm vào nỗi đau, niềm tiếc thương sâu kín của nhiều người Việt. Do vậy, để có thể ngăn chặn những nội dung độc hại trên mạng xã hội, điều đơn giản nhất chúng ta có thể làm chính là nhấn nút báo cáo khi nhận thấy một video thể hiện trò đùa kịch cỡm hay một hành động thiếu văn minh. Quan trọng hơn hết là đến từ nhận thức của mỗi người dùng. Cần phải đủ tỉnh táo để phân biệt giữa tốt xấu nhằm đấu tranh loại bỏ những video trạng thái mang tư tưởng độc hại, đồng thời thúc đẩy cho việc xem mạng xã hội có chọn lọc. Liên quan tới câu chuyện bịa đặt thông tin về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa qua Công an huyện Yên Thủy và huyện Lạc Sơn Hòa Bình thông tin, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một số đối tượng đăng tải lên mạng xã hội nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của lãnh đạo đảng, nhà nước. Theo đó, vào ngày 21 tháng 7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lạc Thủy phát hiện đối tượng NDL sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, viết bài trên mạng xã hội cá nhân với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được biết, hành vi đối tượng NDL đã vi phạm quy định tại điểm A khoảng 1 điều 101, nghị định số 15/2020/NDCP của Chính phủ. Đội an ninh Công an huyện Lạc Thủy phối hợp Công an xã Đồng Tâm đã triệu tập đối tượng L, yêu cầu gỡ bài đăng vi phạm, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Công an huyện Lạc Sơn cũng phát hiện và xử lý trường hợp đối với BVN, sinh năm 1997, trú tại xóm Tiền Phong, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình, có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín danh dự cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối tượng N do thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc đã đăng tải bài viết bình luận xuyên tạc, phê phán những người bày tỏ lòng tiếc thương và xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, gây bức xúc trong dư luận. Công an huyện Lạc Sơn đã tiến hành làm việc củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với BVN theo điểm A khoảng 1 điều 101 nghị định số 15/2020/NDCP của Chính phủ. Cơ quan công an cũng đưa ra thông báo trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Tổng Bí thư từ trần, thì một số kẻ xấu đã lợi dụng đăng tải các nội dung thông tin giả và các quan điểm cá nhân phiến diện gán ghép vào ảnh Tổng Bí thư trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, gây hiểu lầm, ảnh hưởng xấu tới danh dự uy tín của cá nhân Tổng Bí thư. Những người dùng mạng xã hội hãy cảnh giác, xác minh kỹ, không đăng tải chia sẻ các thông tin không chính thống, sai sự thật. Người dân hãy thực sự tỉnh táo trước những thông tin xấu, độc, xuyên tạc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.